Hello, chào mừng các trở lại với Trần Đạo Võ Tùng và đến với một game đấu tại ranh Hàn của bộ đôi Chika cùng với Lazy Fuel anh em nhé. Ngày hôm nay cũng sẽ là một dò án mới, dò án Lucian 14.4 trong tay của Lazy Field với những hướng bi trang bị cực kỳ thú vị. Và cùng xem xem là hướng build của Lucian tại 14.4 trong tay của Lazy Fuel sẽ có gì đặc biệt và game đấu sẽ ra sao nha. Let's go. Ok, cả hai anh em thì uh, vô tình gặp nhau ở trong một game đấu. Uh, rõ ràng là ở mức rank này thì họ sẽ không đùa được với nhau. Hiện tại thì uh, Chika, cái account này là chính là cái account chính của Chika mà bữa nó trôn á, bữa nó bữa nó nói vui thôi là nó bị ban nạc vì mod skin nhưng không phải nha anh em nhé Account này vẫn có thể chơi được bình thường. Và hiện tại thì account này của Chika đang có mức rank đó là cao thủ. Trong khi đó thì account Lucian của Lazy Phi đang đánh ở ván này cũng đang có mức rank tầm cao thủ khoảng chừng 400 điểm còn uh, chica thì khoảng chừng uh, 300 hơn anh em nhé cả hai đều ở mức đoàn cao thủ nên sẽ không đùa được với nhau nhưng mà chắc là hẹn nhau famex uh, nên là có chung một game đấu thì Chika sẽ đánh một con jerry uh, còn lucian của uh, lazy Fuel thì sẽ khởi đầu với một cái thanh tẩy vừa bị ép mất ạ uh, sẽ ngồi tái tổ hợp nào anh em ơi sẵn sàng tấn công hiện diện trí tuệ huyền thoại hút máu cùng với uh, đốn hạ bảng phụ thì lấy giày miễn phí và bánh quy tốc đánh sức mạnh công kích và máu theo cấp đứng giữa thì con jerry của Chika sẽ là một cái nhiều đội chết người đắc thắng huyền thoại tốc đánh cùng với cho trò cuối cùng bằng phụ lấy kiểm soát điều kiện và lan tràn Ồ, bằng phụ lấy ngọc cũng khá là thú vị tới thì Chika. tốc đánh sức mạnh công kích và 10 máu cấp 1 thì lazy Fuel di chuyển và bị đối phương ép mất một phép bổ trợ thanh tẩy rồi À, tuy nhiên phía bên kia thì đang có một cái gì đó lấp ló ở đây đó là một pha kiệt sức đến từ ca để rút lui trước những áp lực đến từ một con Erdia có một tình huống kích tốc hành và trăn đồ di chuyển vào và sát thương đến từ Erdia là quá nhiều chiến công đầu dành cho người chơi đường trên đối phương rồi sau đó thì cắm mắt cắn quy đến từ vị trí của trăn đồ tốc hành đánh tay từ nhà đến trường và nó là một mạng gỡ gạc dành cho trăn đồ cho tình huống ca thớt lên bảng thọt nha Dừng cực kỳ thọt rồi nha anh em ơi Start dừng rất chậm luôn rồi Cấp 1 quyết định đến từ vị trí của LazyField là nâng vào W Nhưng mà đánh trực diện cùng với Kalista phía bên kia thì Đối phương vẫn có một lượng sức thương trả lại tương đối đáng kể Chỉ là cái sải tay ngắn của Nauti đang gặp vấn đề Cấp độ 2 dành cho hỗ trợ của LazyField Cấp độ 2 thì Lucian của LazyField chưa nâng kỹ năng tốc biến đánh tay nội tại cùng với Thiêu Đốt Tốc biến nhặt yên an lạc và sau đó thì lướt đi nhưng mà dính cú móc đến từ Kalista và Kalista có giày vò Thiên là người lên bảng điểm số Double kill cho Kalista rồi Ây dô, hơi khó anh em ơi Tình huống vừa rồi thì ở cấp độ 2 quyết định đến từ Chika đã là, 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 à, nhầm Lazy Field đã là nâng vào E để rút lui rồi Mà Thiên bị kẹt lại và khi nâng E thì lại cũng không có đủ sát thương để đọ với Kalista phía bên kia nữa Mình nghĩ nâng quy kiểu, kiểu gì cũng thua thôi anh em mà Kalista nó còn hai spell như thế này thì cực kỳ khó để đôi kia trong pha vừa rồi đây là một, một tình huống quyết định băng trụ đến từ các thành viên phía có tìm một băng trụ một đổi một vẫn lời và một tên lính cực kỳ to đến từ trundle sẽ bị mất đi ít nhiều mặc dù là có dịch chuyển còn đường dưới thì lúc này uh, lazy Fuel đã trở lại với không có bất kỳ một trang bị cộng thêm nào cả bộ đồ đường dưới đối phương thì vừa có được đồ kill di chuyển về còn đường giữa thì chika cũng gãy rồi bị solo kill bởi Taliyah đây không biết phải rookie hay không anh em nhé mình không có thông tin nên là mình cũng không dám làm tác nêm và trong khu vực rừng thì Nocturne đang chủ động di chuyển vào với cú hoảng sợ gãy rồi 6 hai dành cho các thành viên phía của team 1 Và ở đường dưới thì đua kill xong Kalista vẫn còn hai spell đi ra với giày cuồng nộ Một cái giày hai cho Kalista tại thời điểm này nó là một ngưỡng sức mạnh rất là đáng kể và Cùng xem xem là liệu rằng Lazy Fuel có trở lại khu đường dưới được hay không Đối phương chủ động lao lên tấn công mặc dù đợt lính là rất to với sức sát thương đến từ Lucian đầu trận Ồ, oh, cú móc đến từ Nauti vào lính rồi Một cơ hội để có thể lướt lên tấn công đối phương Đến từ vị trí của Lazy Fuel. Nhưng mà sát thương trả lại cũng là rất nhiều đến từ Kalista về phía bên kia Thiên đã bị giật một cú giày vò mất máu tương đối đáng kể Vẫn còn hai bài bích quy trên người của Lazy Field Nhưng đối phương phóng quy lao lên đánh tay liên tục Đến từ vị trí của Kalista cú móc ép được cái tốc biến Nauti không còn tốc biến nữa lướt lên rồi sát thương Và đó là một pha hành trình nhưng mà Kalista quyết định đi bộ Kalista tốc biến đánh tay liên tục với hồi máu và sát thương là đủ đến từ Kalista Để lấy cái mạng của Thiên Hỏng rồi hỏng ơi 72 rồi anh em ơi 72 và con Kalista này xanh rồi lướt lên đánh tay Quy đánh tay và sát thương liệu rằng có đủ hay không Nó là vừa đủ đến từ sát sàng tấn công của Lazy Field Một sai lầm khiến cho Kalista đã bị shut down Tình huống tận dụng sai lầm đối phương tốt Để có thể trở lại ván đấu đến từ Lucian của Lazy Field Vào khu vực đường trên thì trước đó đồ lại tiếp tục gãy thêm một mạng nữa Quyết định tấn công băng trụ đổi mạng đến từ vị trí của Lazy Field Nhưng sát thương có vẻ là không đủ trong tình huống này Nauti nó quá trâu đi <laughs> nó còn cái W và nó bật W lên giảm được sát thương đến từ cái W của Lazy Fuel đánh tay Q hơi sớm Đánh tay quả vừa rồi hình như là chưa hết giáp W đến từ Nauti anh em ạ Đứng giữa thì đó là một pha một đổi một giữa Chika cùng với Thalia Đó là một pha kích tốc hành sau đó thì QA liên tục dính quăng địa chấn dưới thềm trụ Sau đó vẫn tốc biến lên để có thể đổi mạng Ok Đứng dưới thì Lucian của Lazy Fuel đã có một pha đúng là tự sát khi mà quyết định băng trụ Nautilus Khi mà lớp giáp đến từ cái W của đối phương vẫn còn Nhưng mà ít nhất đã có một mạng shutdown rồi anh em nhé Đã có được mạng shutdown của Kalista Tiền thì vẫn đang thua đó khoảng chừng con số 400 Đứng giữa thì là 19 so với 2k3 Cánh trên thì sâu lượt một sẽ thuộc về cho Nocton với một cái dìu tia Còn kéo tốt có vẻ là hơi khó cho Trundle Chica lên đến nơi thì Trundle đã gãy Chika sẽ có một pha nhanh như điện sang bên phía bên kia bờ tường cùng với cái sung điện cao thế. Nhưng mà sung điện trượt mất rồi Chica ơi. Quang địa chấn thành công tới từ Thalia ở cấp độ 6 và phi thạch cũng là tương đối chất lượng. ca thớt xuất hiện ở cấp độ 4 và liệu rằng có một tình huống đủ sát thương đến từ bộ đôi 3 cùng với ca thớt hay không? Pha bắt choáng không thành công, nó chỉ có làm chậm và như thế lại là không đủ để giữ chân con Thalia lại. Còn uh, sâu cánh trên đã có dành cho thì đây cũng là một lượng kinh nghiệm rất là đáng kể. Đây có thể là một Nocturne lên 6 rất là sớm đấy anh em nhé Đứng dưới thì lúc này Kalista vừa bị shut down xong thì mới chỉ có thêm một thanh trường kiếm đi ra Trong cái đó thì Lucian của Lazy Field đã có được một cái bó tên ánh sáng rồi Mà cùng xem xem là hướng lên trang bị của con Lucian trong pha đấu này sẽ là gì ở tại 14.4 anh em nhé Đây đang là, là một pha có định băng trụ đến từ Nautilus nhưng mà Cathert có mặt đối phương quyết định giật ra và đó là một pha lướt thẳng vào cú móc đến từ đối phương nhưng mà sau đó thì có thanh tẩy có thiêu đốt đến từ ba nữa và mạng dành cho ba với tình huống đẩy thiêu đốt thiên là người có được mạng hạ gục trong khi đó thì nautilus không có tốc biến đang bị ca thớt tiếp cận với những cú chấm bi liên tục sát thương nó là chưa đủ mặc dù đã có được một pha chấm bi kích hoạt thu thập bắc ám và vẫn đang là những tình huống cù cưa đến từ vị trí của nautilus kéo theo đó là thiên lên bản điểm số chung với con nautilus này rồi reset thành công tân lính với một khiên trụ dành cho Lazy Field trước khi rút lui. 12 sao vẫn đang là một cách biệt khoảng chừng có số 2.000 tiền dành cho đối phương. Đặc biệt là ở tại cặp đôi top rừng thì hiện tại đang có những cái tranh lệch rất lớn. Top là 3K4 so với 2K5 tranh lệch 900. Rừng là 2K8 so với 2K4 nó cũng khoảng chừng 400 nữa anh em ạ. Xa thủ cũng là tầm khoảng chừng 300 anh em nhé. mid cũng tương tự là như vậy. Mỗi lane đều có những cách biệt nhất định dành cho các thành viên bên phía của team 1 và pha di chuyển ra khu đứng giữa một nhịp tới từ thiên nhưng cũng không có được quá nhiều áp lực Do là Thalia đã reset thành công tân lính và sau đó thì có thêm Nauti di chuyển Đang là một pha mà Nocturne có level 6 nha Nocturne level 6 và ca chỉ cấp độ 5 mà thôi Tầm này ca lộ vị trí là nó móc thẳng vào đầu rồi Chơi luôn hay không? Quyết định đến từ Nauti lớp là giật về một nhịp Chờ đồng đội kiểm soát thành công con cua cái đã Sau đó thì đối phương sẽ quyết định start rồng luôn Hơi khó để kiểm soát rồng rồi anh em ơi Tầm này chắc là phải suy nghĩ đến câu chuyện bỏ rồng thôi Do là đội hình này thì thời điểm này giao tranh trực tiếp thì nó sẽ không lại so với đội đối phương Xong rồng thì lại có đánh nhau ạ à. Đó là cú móc đến từ Nauti cùng với cả hoang tường của Nocton Nhưng đơn giản chỉ là một pha nhấn hành trình kỳ diệu để rút lui tới từ thiên mà thôi Mất đi một lượng tài nguyên rất đáng kể đến từ cú chiêu cuối lần đầu tiên của Nocton Nhưng không thu lại được sự hiệu quả Và đó là một cơ sở để có thể rút cho các thành viên bên phía của team Lazy Fuel tại khu cánh dưới có quyền đánh hổ báo. Do là đã không còn áp lực đến từ cú hoàng tường đến từ Doctor trong tình huống này nữa. thợ đang đứng ở rất gần và đối phương hình như không có thông tin. Vừa rồi là một nhịp dẫn lên đến từ Kalista và đang là một pha tấn công ra khu đường giữa tới tên óc tân nhưng đơn giản là nhanh như điện qua tường và rút lui mà thôi. Naughty di chuyển vào ngay cái bụi cỏ đang có Carthos đứng sẵn bắt buộc phải tốc biến chạy và sau đó đối phương trả sát thương người trở lại cũng khiến cho Carthos gặp nguy hiểm. Carthos dính móc có kiệt sức đến từ Carthos, Kalista hồi máu dùng cả định mạnh vẫy gọi để cố gắng rút lui khúc cầu hồn vang lên đến từ vị trí của Carthos ở ngay phía sau. loạt thanh trừng cũng là một lượng sát thương không hề nhỏ đến từ vị trí của lazy fail và Calista đã gãy với chỉ một cái hồi máu là không đủ. Đó là một pha xử lý hai đánh ba không thành công đến từ bộ đội đường dưới đối phương và Carthus cũng đã có mạng đầu tiên trong ván đấu này Tất nhiên là phải trả giá tại rừng trên rồi Rừng trên nó là rừng mà Nocturne đang khai thác mà chỉ có thể cướp rừng thôi Không ganh được do là cũng không còn hoang tưởng nữa Tốt rồi anh em ơi Mặc dù khởi đầu thì nó tương đối khó khăn Tuy nhiên thì đường dưới hiện tại của Lazyfield đang rất ổn Khu vực đường giữa cũng là một con Jerry đang farm ổn tới từ Chica Tuy nhiên đường trên đang là một vấn đề Nocturne cướp rừng và tạo ra một áp lực quá lớn Khiến cho Trundle hiện tại còn không dám nhìn mặt lính Ở tại khu vực đường trên Karthus thì cũng không còn rừng nào để có thể farm khu cánh trên cả và đang thua tới ba chục chỉ số farm cho khu vực rừng. Thua kinh nghiệm là điều trông thấy rồi. Thua tầm một level hơn. Xuống rừng dưới thì cũng chỉ còn lại cho mình đó là bãi sói mà thôi. Nhưng mà đường dưới con Lucian của Lazy Fuel thì đã có được một cái móc diệt. Ít nhất là với ngưỡng sức mạnh của cái móc diệt thủy quái này thì con Lucian này nó sẽ đảm bảo được một lượng sát thương tuyến sau dành cho các thành viên bên phía của team 2. Và ít nhất là cái sức đi đường tại thời điểm này của Lucian nó cũng rất là tốt rồi Còn ở khu vực đường giữa thì hiện tại cả hai chỉ thi nhau đẩy đường quang địa chấn trượt tới từ Thalia Sâu hư không lượt hai cũng thuộc về cho Norton 6 sâu ở trong ván đấu này dành cho người chơi dừng với phía team 1 Còn đường dưới thì lúc này Kalista đã hồi tốc biến rồi Nhưng không còn định mệnh vẫy gọi và cũng không còn hồi máu để PK22 Do là Kathos đang ở cánh dưới còn Norton đang cánh trên, Norton có hoang tưởng trở lại rồi nha pha di chuyển xâm lăng rừng này có thể sẽ dẫn tới một tình huống giao tranh khi mà Talia đang di chuyển vào lấy tầm nhìn để giúp cho Norton có những áp lực với cú chiêu cuối cú móc thành công thiên tự cứu bản thân mình bằng một pha thiên mệnh nhưng mà thiên mệnh xong phải tốc biến chạy thôi dính quang để chấn không tốc biến được rồi mạng dành cho Talia sau đó thì cú chiêu cuối được dùng để tiếp cận đối phương đến từ Talia lướt vào hơi sâu bị hai xạ thủ bắn hạ cực nhanh và sau đó là một pha móc thành công đến từ Nauti trúng vào người của Chika Chika bị hất tung bởi thủy lôi và lên bảng điểm số nhưng sau đó thì sau đây Lucian của Lazy Feel đang bắn và gỡ được một mạng hạ gục double kill cho Nocton trước khi lên bảng điểm số với mạng shutdown dành cho Lucian của Lazy Feel, tiếp tục đánh tay và sau đó sẽ là một pha đi bộ đánh tay để dứt điểm hay tốc biến E lên đánh tay là có mạng rồi nãy nice, sợ cái khúc cầu hồn đến từ ca vang lên thì sát thương cũng là đủ để lấy mạng của Kalista luôn. Tình huống trao đổi hoàn toàn có lời dành cho bên phía của team Chica cùng với LazyField Và Lucian đang có dấu hiệu comeback cực mạnh của LazyField trong ván đấu này. Cùng xem xem là ở đấu 2 thì sẽ một cái gì ha. Một pha di chuyển lên khu đường trên tới từ Thiên và Thiên đang có một pha bắt bớ và con thalia còn tăng tốc pha còn cả tốc biến nữa. Trundle thì không có nhiều khả năng để có thể tiếp cận Chỉ là đi bộ mà thôi Và đang là một tình huống bắt choáng trượt tới từ thiên Bị nhận sát thương tới tỉnh pha phi thạch Dính quang địa chấn bắt buộc phải tốc biến chạy Để né cũng quang địa chấn vừa rồi Còn ở khu vực đường dưới thì đã có một đợt reset thành công Cái tân lính đến từ Lazy Field và về nhà với 5k6 Bắt đầu giàu đến từ con Lucian này rồi Chỉ giàu thua so với con ơ đi đường trên mà thôi và đang có đánh nhau khu đường trên tiếp tục được diễn ra đó là một mạng dành cho Talia với tiếng cân hai sau đó thì kích hoạt cho mình đó là tăng tốc phà Trundle đi bộ lên và sát thương đến thì Trundle nó là không đủ cho tình huống này vì không còn đủ mana để cắn quỳ nữa hai mạng hạ gục dành cho Talia với tình lên bảo điểm số đến từ Thiên cùng với Trundle ạ còn ở khu đường giữa thì Tân có một nhịp áp sát nhưng cũng không làm khó được Chika Lazy Phi thì đang có một hướng đi khác không chạy thẳng từ nhà đi ra mà thay vì đó thì chạy thẳng ra khu bùa xanh và đối phương có tầm nhìn Đối phương có tầm nhìn pha di chuyển của Lazy Field rồi Thủy kiếm ở món trang bị thứ hai Nó có thể sẽ là một cái lưỡi hai linh hồn hoặc là tam hợp kiếm anh em nhé Hành trình kỳ diện tiếp cận tới từ thiên với thiên mệnh ép được cái tốc biến góc tốc biến đến từ vị trí của Kalista Nó là góc tốc biến không đưa Kalista về trụ nhưng mà vẫn có thể đi bộ về được Còn người đã bị kẹt lại là Nauti đã bắt buộc phải dùng cả thủy lôi tầm nhiệt lẫn cả Đinh mệnh mới gọi để rút lui mà tránh việc mất thêm phép bổ trợ tốc biến của Nautilus đây sẽ là một lợi thế giúp cho đường dưới của Lazy Fuel có thể khai thác thêm những lớp khiên trụ và ca cũng sẽ có được con rồng nguyên tố. Nhưng đây là pha đấm có là hơi sâu thiên trôn rồi. Thiên nằm xuống giữa hai trụ đối phương trong một pha cân hai mà rõ ràng là cái sức sát thương đến từ con ba không có thiêu đốt. Nó cũng chẳng đủ để lấy mạng bất kỳ một ai cả. Nhưng mà sẽ có rồng dành cho Carthus cùng với Lazy Fuel và Chica cũng đang có ý định di chuyển ra để hỗ trợ áp lực nếu như con Taliyah này có ý định cạnh tranh con rồng nguyên tố. Nhưng đây là một tình huống ở đi có mặt với pha đi bộ xuống khu đường dưới thì ơ sẽ có mạng của Karthus nhưng nó được nhường lại dành cho Talia của Midland bên phía team 1 sau đó là một pha mặt đất dậy sóng làm vào tấn công nhưng bị Lucien bắn quá đau e mặc dù là bị choáng đấy nhưng vẫn có thể thanh tẩy rất nhanh tay đấy từ vị trí của Lazy Fail. Hành trình kỳ diệu tiếp cận đến từ ba của Thiên và liệu rằng có triple kill hay không đây sẽ là triple kill mà thôi. Khu vực đường trên cũng đã có một mạng hạ gục dành cho con Trundle với pha solo 1-1 một một thắng một con Doctor với một con trận đồ còn chiều cuối hay không còn chiêu cuối hút máu lại với chiều cuối và sau đó thì cắn tay đôi luôn với một cái mãng xả một cái gì mãng xả là đủ còn đứng dưới thì vừa rồi là một pha xử lý cực kỳ nhanh tay đến từ vị trí của lazy fail bị Kalista tiếp cận những tốc biến né cú bóc mỏ neo và sau đó thì là một pha dồn sát thương vào người của thalia lướt biết là mình bị choáng nên là thanh tẩy rất nhanh tay để đánh tay cái đòn nội tại dứt điểm được thalia phía bên kia với một mạng shutdown. đào sau đó thì với sự hỗ trợ đến từ Thiên đã có thêm hai mạng nữa dành cho Lazyfield với cú triple kill này thì con Lucian này khỏe rồi. 7300 tiền trực tiếp là người giàu nhất bản đồ sau tình huống xử lý vừa rồi. Cánh trên thì cũng có một sự trở lại nhẹ nhẹ với một con đồ vừa có trụ và vừa có được một mạng của Nocturne nữa. Jerry đường giữa của chica thì vẫn đang farm rất tốt. Có được hai mạng hạ gục và với pha lên bản điểm số của Talia thì nó sẽ có một khoảng trống rất là lớn dành cho con Jerry này để có thể bào đi cái trụ một đường giữa nếu mà thành công trong việc lấy trụ một đường giữa thì đó sẽ là hai trụ và có thể cân bằng được luôn cái lượng tiền đến từ cả hai bên mặc dù đang thua tới năm mạng để trụ đi nai lính và dứt điểm trụ sau đó rút lui hòa tiền luôn rồi anh em ơi đây một cái hướng đi cũng rất là thú vị của lazy field với con lucian ở tại bản này với một cái tam hợp kiếm thực ra thì lucian tam hợp kiếm nó là cái lối chơi rất là cổ điển từ rất rất rất, rất lâu rồi và bây giờ mới thấy con Lucian Tam hợp kiếm nó măm me trở lại. Có thêm cả cái móc diệt nữa nhưng mà đường trên thì Trundle có vẻ là hơi tham. <laughs> Ăn được rất là nhiều lợi thế nhưng mà không về và cuối cùng thì bị con Odie nó lên nó solo kill với đi lúc này cũng đang rất khỏe, hai trang bị chống chịu, cấp độ là cấp độ 12. Nhưng mà đường giữa đã có trụ dành cho Chika thì Chika đã quyết định di chuyển xuống khu đường dưới để lẻ, còn đường giữa nhường lại dành cho Lazyfield. Với Lucian hai đồ này thì uh, lượng sát thương vẫn sẽ là rất lớn theo thời gian. Tất nhiên nó sẽ không nhiều bằng việc là lên Navori. Nhưng mà sự cơ động đến từ tam hợp kiếm. Sát thương cộng thêm đến từ những pha kích nội tại thủy kiếm nữa. Rồi thiên mệnh khả biến băng trụ là dễ. Băng trụ mà cả hai ADC đều không mất máu luôn ạ. Với cú thiên mệnh vừa rồi tới từ thiên. Mạng thứ bảy dành cho Lucian của uh, Lazyfield với pha di chuyển xuống để hỗ trợ Chika trong việc lấy mạng con Talia phía bên kia. Và khi đã có được ba trụ cùng với cái mạng học vừa rồi thì rõ ràng là các thành viên bên phía của team 2 đang là những người hơn tiền nhưng hơn không quá đáng kể. Đối phương quyết định gọi một con sứ giả ra khu đường giữa để húc vào cái trụ một con tương đối nhiều máu của Chika sau đó là một pha phát động tấn công Trundle bắt buộc phải rút lui mà thôi dính thủy lô tầm nhiệt dính hoảng sợ mất máu quá nhiều và kể cả là kết quả chiêu cuối cũng không đủ chống chịu nhưng đó là một pha lao lên sốc sát thương rất đau đến từ Lucien của Lazy Feel tiếp tục lướt lên đánh tay với móc diệt thủy quái và tam hợp nhưng có một cú dịch chuyển đến từ Thalia bị bắt choáng bởi cái tình huống mắt xích không gian và sau đó thì mất đi hơn nửa cây máu rồi khúc cổ hồn vang lên sự tự tin đến từ vị trí của Lazy Feel nhưng nó không mang lại một kết quả tốt do là vừa e lên dính ngay lập tức một cú bóc đến từ Nautilus quăng địa chấn trúng vào người của Chika Chika lao lên với cú tốc biến của mình Chika có được một mạng Chika có được một lượng sát thương rất lớn cho huống này Chika có hai mạng trước khi lên bảng và một mạng nữa thuộc về cho ba của Thiên nhưng ca thớt bị trụ bắn hạ và rất may mắn đó là mạng mà đối phương không có tiền Executed pha di chuyển vào bãi chim kỳ biến dị đối phương tới từ vị trí của Thiên Thiên không còn phép bổ trợ nào cả Thiên có đánh tay, Thiên còn quy và Thiên đang cố gắng nấp sau con chim để có thể quy nhưng sát thương là không đủ đến từ Thiên. Thiên lại trôn rồi. Tranh lệch là con số rất nhỏ về tiền tại thời điểm này và rồng cũng là mỗi bên chia nhau một con. Cách biệt về ma cũng đang là con số 5 dành cho các thành viên bên phía của team 1. Tuy nhiên thì họ lại đang thua về lượng công trình ở trên bản đồ và họ đang uh, có một con Kalista, một con Thalia khỏe, một con Trandol cũng kh... à, một con Adia cũng khỏe. Một con Nocturne cũng không yếu nhưng mà rõ ràng là với cái đội hình đều 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 như vậy thì đang không có một cá nhân nào xanh đột biến cả phía bên kia thì là con Lucian xanh rất đột biến của Lazy Fuel và vừa rồi là một pha solo kill lướt lên W đánh tay nội tại Q đánh tay đánh tay nhà vào lính một hit nhưng mà đánh tay E đánh, đánh tay thì đó là mạng dành cho vị trí của Lazy Fuel. một pha solo cũng rất là thoát tim khi mà chỉ còn lại một chấm máu mà thôi đối phương cũng đã có một cú hồi máu nhìn nó cũng hơi ghê nhưng mà không sao Lazy Phil vẫn có được mà hạ à, gục nhưng mà pha này thì uh, đang tham thêm một tân lính nữa Cũng may là trong pha này thì Nocturne không có hoang tưởng Chứ nếu Nocturne có hoang tưởng máu như đây mà ở lại thì hơi nguy hiểm 935 cây đây rồi 10.000 tiền Hơn hẳn 1.800 so với xạ thủ đối phương Và cùng xem xem là ở đầu 3 thì sẽ mua cái gì anh em nhé Một cái quốc chim chắc là đến Navori luôn à với một cái Navori ở đồ thứ ba thì hồi chiêu của Lucian sẽ rất là đáng kể hiện tại đã là 57 điểm hồi chiêu 36 phần trăm thời gian hồi kỹ năng rồi giày cũng là giày khai sáng Eonia nên là hồi chiêu lúc này là cực kỳ nhanh e chỉ còn khoảng chừng 9 giây mà thôi 9, 9. 7 giây pha thiên mệnh vừa rồi nó hình như là không làm khó được là đối phương và đây là một tình huống mà ba của thiên lên bảng điểm số sau pha thiên mệnh không hiệu quả và đó là một pha áp sát với định mệnh vẫy gọi đến từ nauti Lớt khiến cho cá thất cũng gãy rồi nauti trả mạng cú thanh trừng đến từ vị trí lazy phiếu rất nhiều sát thương và chica vét được mạng thứ hai chica vét được mạng thứ ba chica liệu rằng có vét được mạng thứ tư hay không đây đó là một pha tốc biến bỏ chạy tới từ talia lucien của lazy Fuel thì lướt không qua tường lướt qua tường được với cái tốc biến chắc là cũng sẽ có thể có được mà hạ gục trong tình huống mà con talia phía bên kia đã bị mất đi phép một trợ tốc biến nhưng mà không sao giữ lại tốc biến để đánh pha sau cũng được với một con rồng nguyên tố lửa dành cho một đội hình có hai xạ thủ và Carthus thì nó là quá ngon rồi và hiện tại thì cả chica lẫn cả Lazyfield đều đang cực kỳ xanh nha anh em nhé người thì 10.000 người thì 10.000 nghìn tư sau cú triple kill vừa rồi thì chica đã trở thành người xanh sao thứ hai trong cái map đấu này với một con seri 10.000 tiền và đang ôm một k 9 một k 9 với một cái áo tràng tím và một cái lệ hai có thể bán đi được thì cũng đang tiếp cận rất gần đến món trang bị thứ ba dành cho chica rồi Một ván đấu mà giao tranh cũng tương đối nhiều khi mà 19 phút đã có tới hơn 50 Q Giao tranh như ranh Việt luôn anh em ạ à. Thực ra là cái này nó nó từ mùa 14 rồi anh em nhé Từ đầu mùa đã có những cái game đấu nó rất là nhanh như thế này rồi Chứ không riêng gì game này cả Mà những game có Chica với Lazy phi thì nó còn nhanh nữa rồi hoang tưởng la vào đến từ nóc và mục tiêu tấn công đó là một con trundle còn chiêu cuối trăn trundle hút máu lại với cú chiêu cuối nhưng đang bị kẹt lại trong phần rừng đối phương cố gắng solo một một để đổi mạng nhưng không được bị ơ đi kẹp lại phía sau Chika ở rất gần nhưng lượng sát thương đến từ chica lại có đủ hay không đây khúc cầu hồn vang lên nóc gãy rồi một đổi một trong tình huống này và vừa rồi là về nhà lấy Navori đến từ vị trí của Lady Finn chưa kịp tham chiến Chỉ còn một xạ thủ duy nhất trong tình huống giao tranh này đó chính là Chika mà thôi Kalista không spell đã phải nằm xuống với double kill cho thớt Tiếp tục là một pha dồn sát thương đến từ thớt cùng với lại vị trí của Chika và đã có triple kill dành cho thớt rồi. Một pha giao tranh mà các thành viên bên phía của team Chika cùng với Lazy Fuel đã có được tới 4 ma hạ gục mà không cần đến con Lucian tham chiến trong pha vừa rồi. thớt cũng bắt đầu trở lại ván đấu sau cú triple kill và một con Jerry với hai trang bị hơn trong pha vừa rồi đang ôm hơn 2.000 tiền. Vẫn có được một lượng sát thương rất lớn có được con Baron và sau đó thì đi tiếp cận để đi búp nhưng mà đây là dù Lucien cùng với Jerry hai người cùng bắn hai anh em cùng nhau dồn sát thương và đi cũng có vẻ là trâu cũng có vẻ là trâu đấy nhưng mà chịu không nổi nhiệt với con Lucien ba đồ rồi anh em ơi ba đồ này thì các bạn thấy là hiện, hiện tại là hồi chiêu là 52 điểm hồi chiêu khi mà không có mùa xanh và những cú lướt bây giờ nó hồi chiêu cực kỳ nhanh lướt lên có 9 giây hồi những đòn đánh tay nội tại nó lại còn hồi chiêu cho cái e này nữa mà khi mà đánh nội tại vào tướng thì nó lại càng hồi nhanh hai giây đối với tướng này anh em này Cú hoang tưởng lấy khu đường chơi từ Nocton Quyết định solo 1-1 đến từ vị trí của Lazy Fuel. Và Lazy Fuel kết liễu thành công cái mạng của Talia điện đạt đỉnh điểm không có sát thương rồi Nhưng không sao bỏ cái mạng này lại dành cho Bảo Minh Chica có thể về được rồi WE ra đánh tay quy Bị hoang sợ, bị hoảng sợ nhưng mà không sao thanh tẩy đánh tay Và đó lại là mạng cho con Lucian đã ba món trang bị lớn và hiện tại thì Bảo Minh đang ôm gần 4.000 tiền Không chính xác là chị Ca đang ôm 4.000 tiền Còn Lazy Fear đang ôm 1.500 Về nhà lần này vừa có được Navori Vừa dư một k 4 sẽ mua cái gì đây Mua một cái dìu tia mát Trong khi đó thì Lucian một k 6 của Lazy sẽ bấm B về Để bổ sung thêm một cái cao phiêu nữa Cao phiêu cùng với trường kiếm rồi Rất nhiều hồi chiêu Cực kỳ nhiều hồi chiêu cho con Lucian này Nó chỉ bị lạ là lạ cái tam hợp ở đây thôi anh em ạ nhưng mà hoàn toàn có thể có thêm những món trang bị lạ ở phía sau nữa anh em nhé. Hai đồ với Navori cùng với móc diệt thì nó quen quen thuộc rồi nhưng mà cái tam hợp này thì hơi lạ nha. Còn con Jerry của Chika ván này thì uh, mặc dù là Lucian cùng với Kather đã rất là xanh rồi nhưng mà vẫn lên theo kiểu Navori chứ không lên theo cái kiểu uh, đại mãng xà và suy vong. Nhưng mà vẫn có một pha e sang rất là chủ động đến từ Chika khúc cầu hồn vang lên để hỗ trợ sát từng tầm xa đến từ Kather đi rồi mạng áp đảo tuyệt đối dành cho chica trong tình huống này và bộ đôi Chika uh, chica cùng với lazy phi vẫn đang có xu hướng đánh chung với nhau trong giai đoạn mid game di chuyển liên tục tới từ lucian của lazy phi sau nhất là đẩy khu đường giữa để hỗ trợ Chika đường cánh và đường trên cũng có một pha solo kill cho Thớt ơ đi tầm này không solo lại Thớt luôn rồi lợi thế lúc này đã là con số 9 nghìn tiền ạ uầy đánh một hồi tranh 9 nghìn tiền luôn ạ thay đổi ván đấu cực nhanh và khu đứng dưới vừa rồi thì Nautilus đã phải lên bản đếm số sau đó là Chika lao lên tấn công với những cú QA liên tục và có mạng dành cho Chika nhưng sau đó thì bị sát ra một nghìn tiền bởi Nocturne phía bên kia không sao cả đó là một pha tốc biến đến từ Nocturne được dùng để có thể thoát khỏi cú thiên mệnh khả biến của thiên mất xạ thủ này thì còn xạ thủ kia Chika nằm xuống thì còn đó Lazy Fuel. Thanh Trừng rất đau đến từ Lazy Field Cú làm choáng tốt đến từ mắt xích không gian Lướt ngược trở ra đánh tay E đánh tay liên tục đến từ vị trí của Lazy Field Và sát thương la đủ Sau đó tiếp tục E đánh tay với cú tốc biến của mình Và đắp kill có dành cho Lucian của Lazy Field Đây sẽ là một pha kết thúc ván đấu luôn à Một quyết định kết thúc ván đấu đến từ các thành viên bên phía của team 2 Và liệu rằng đối phương có phản kháng được hay không với pha kết thúc ván đấu này Định mệnh vẫy gọi không hất tung được ai cả Cú móc thành công đến từ Nautilus Sau đó là một pha khúc cầu hồn vang lên Lướt lên liên tục dồn sát thương và khiến cho đối phương bị mất đi cái giác thiên thần ở đi mua đồ rất trôn rồi ở đây còn cái đồng hồ mua rất là nhiều đồ để sống nhưng mà cuối cùng vẫn chết mà thôi và đó là mạng liên tục dành cho các thành viên bên phía của team hai đang cố gắng bảo kê đây lướt thẳng vào trong trụ ở nhà chính đối phương lướt thẳng vào trong bệ đá cổ để đổi mạng với Kalista phía bên kia và có được cho mình dìu đen ở món trang bị cuối cùng ạ ừ nếu như mà vào đấu này kéo dài là nó nó sẽ có thêm cái dìu đen nữa đây anh em nhé một con lucian với hai trang bị đấu sĩ và hai đồ xạ thủ đây là một hướng build cũng rất là thú vị của Lazy Fuel. 14 mạng hạ gục cho Lazy Fuel Và 11 mạng hạ gục dành cho Jerry của Chica Chúng ta sẽ cùng check lượng sát thương cuối game một tí anh em nhé Ok lượng sát thương cuối game cho anh em tham khảo một chút Với cái giáo án Lucian uh, Tam hợp kiếm cùng cái dìu đen của Lazy Fuel Đó là 34.666 sát thương Jerry trong tay của Chica thì có được 21.900 Và ca thớt là 30.000 anh em nhé đây là một hướng build Lucian cũng khá là thú vị ở tại 14.4 khi mà rìu đen ở bản này nó được búp sức mạnh. Uh, nó nó giảm đi cái stack nội tại nhưng mà nó gia tăng thêm phần trăm xuyên giáp của cái stack của rìu đen. Mà Lucian thì kích nội tại rìu đen rất là dễ với cái nội tại xã thủ ánh sáng. Nên là nhưng mà rìu đen thì các bạn thấy là Lucian vẫn lên ở đồ 4 anh em nhé. Còn đồ 1, đồ 2 thì nó vẫn sẽ là móc diệt cùng với tam hợp và tới cái Navori. Sau đó đồ 4 mới là rìu đen. Thì mình nghĩ hiện tại uh nó có thể là một hướng build ở tại 14.4 này các bạn có thể tham khảo trong việc đánh xếp hạng đơn với Lucian ha. Hẹn gặp lại anh em ở những gian khác trên kênh Văn Tùng anh em nhá. Bye bye.